Đại quý, người mà tôi rất ái mộ. Rất cảm ơn anh. Tôi xin lỗi, anh có thể cho biết quý danh để tôi tiện nói chuyện được không? Cứ gọi tôi là Lục Bình. Anh đang ở nhà phải không? Có chuyện gì không? Vợ của anh đâu rồi? Rất tiếc, tôi không thể trả lời câu này với anh. Tôi biết cô ta đang ở đâu. Cô ta đang nhảy đầm với một người đàn ông khác. Nè, anh không được vu khống người khác nghe chưa? Anh đúng là người đàn ông yêu vợ nhất trên thế giới. Tôi thấy thương cho anh quá. Bị vợ cắm sừng mà vẫn tôn sùng vợ như thánh thần. Anh nói đi, thật ra là anh muốn gì? Đêm nay anh phá cửa ngủ kỹ với thằng con của anh đi. Cô ta sẽ không về với anh nữa đâu. Alo, alo, anh Lục Bình. Tôi đi ơi, anh đâu rồi? Nhức đầu quá, tôi đi. Tôi là Trần Minh đây. Anh chưa ngủ sao? Tôi đã bảo vợ anh đã không về với anh nữa đâu. Cô ta đã theo một người đàn ông khác. Ngủ đi ông bạn. Tôi muốn gặp anh được không? Anh không tin tôi sao? Tôi tin, nhưng tôi muốn biết thêm. Biết để làm gì? Cái bọn đàn bà trắc nết đó mà anh còn liếm tuyết sao? Tôi muốn hỏi, tại sao anh lại biết chuyện gia đình tôi? Anh càng nổi tiếng chừng nào thì chuyện vợ chồng của anh nó càng lan xa chừng nấy. Chỉ có anh mới cố tình làm lơ mà thôi. Nhưng tôi thì không thể làm lơ được. Vì tôi rất ái mộ anh. Vì anh là hình ảnh của tướng nhà trời phái xuống để tiêu diệt ác quỷ. Mà vợ anh là loài ác quỷ. Anh không tiêu diệt được thì tôi sẽ thay trời mà hành đạo. Tôi sẽ giết nó để bảo vệ luân thường đạo lý đang bị suy đồi. Anh Lục Bình, nếu anh có lòng với tôi thì anh không nên làm điều gì phạm pháp. Dù vợ tôi có sai lầm đến đâu, nhưng con tôi không thể nào mất mẹ. Chính vì vậy mà tôi phải cắn răng chịu đựng. Vợ anh nó dám thách thức anh cũng vì anh đó. Nó có nghĩ gì cái thằng con của nó đâu. Nó chỉ nghĩ đến người tình của nó mà thôi. Trước sau gì tôi cũng giết nó. Tôi sẽ siết cổ nó bằng sợi dây dù, như nó từng xử tử hai đứa trước kia. Thì ra anh là... Chính tôi là kẻ mà anh đang tìm cách để còng tay. Anh đã cho người theo dõi tôi, nhưng vô ích. Tôi sẽ không bao giờ bị bắt đâu. Quỷ có những sai lầm, nhưng không vì vậy mà anh xuống tay. Tôi thành thật xin anh đó. Sao anh còn xin xỏ cho nó chứ? Cái lỗi đàn bà này không đáng một xu. Nó đang hủy hoại cuộc đời anh á. Anh không thấy sao? Tôi hiểu, nhưng anh không nên lún sâu vào tội ác. Anh Lục Bình à, anh nên ra đầu thú, thành thật khai báo, anh sẽ được hưởng khoan hồng. Dứt mẹ anh đi. Anh đừng có dụ tôi ra hàng. Có giỏi á thì bắt tôi nè.
Tôi nhắc lại anh nghe cho rõ. Chính tôi đã thừa lệnh nhà trời giết hai con đàn bà tội lỗi ngập đầu đó. Và người thứ ba sẽ là vợ của anh. Tôi muốn thương lượng. Thương lượng cái gì? Đừng lừa đảo câu giờ nghe ông tướng. Tôi nói thật, tôi thề trên sinh mạng của tôi. Anh cần bao nhiêu tiền để trao đổi? Tôi không cần tiền. Tôi cần anh. Tôi muốn gặp anh để nói chuyện giang hồ. Được rồi, anh cho tôi biết thời gian và địa điểm đi. Tôi sẽ cho anh biết sao. Trơ trẽn, mày đã bỏ chồng bỏ con mà theo người đàn ông khác. Tao giết mày. Cứu tôi với, cứu tôi với. La đi, mày la lớn lên đi. Còn có ai đến cứu mày hay không? Đây là chung cư đã bị giải tỏa, không có ai đâu mà mày kêu cứu. Hôn hồn thì im cái miệng lại. Nếu không thì chào cô. Chào bác ạ. Dạ, trong phòng luật sư Vĩnh Kỳ có thể giúp bác việc gì không ạ? Tôi muốn gặp luật sư Vĩnh Kỳ. Vậy mời bác qua kia đợi một lát ạ, luật sư sẽ tới ngay. Ừ. Dạ. Hình như bác không phải là một người khách hàng bình thường như những người khác phải không? Tôi là ba của Vĩnh Kỳ. Vậy mà nãy giờ cháu không biết. Nãy giờ có điều gì thất thố xin bác bỏ qua cho. Cô làm việc tốt lắm. Tôi chỉ đùa vậy thôi. Con tôi tôi biết tánh nó mà. Nó ít khi nào tâm sự với ai lắm. Ngay cả tôi cũng vậy. Luật sư về rồi kìa bác. Có ba anh đến tìm anh á. Lâu chưa em? Dạ bác ngồi chờ nãy giờ. Anh sao vậy? Anh thấy không rõ lắm. Hình ảnh cứ mờ nhạt. Vậy anh đã gặp bác sĩ chưa? Rồi. Bác sĩ nói có sao không anh? Cũng có đó, nhưng mà bác sĩ đang theo dõi. Chào ba. Sao ba tới sớm vậy? Có chuyện gì không ba? Cũng không có chuyện gì. Con mời ba vô phòng. Ừ. Ba ngồi đi ba. Ừ. Má vẫn khỏe hả ba? Má con á, bệnh không ra bệnh, khỏe không ra khỏe. Ba bị huyết áp, con cũng biết mà. Mời ba. À, nãy ba nghe nói con đi khám bác sĩ. Con bị bệnh gì vậy? Dạ, không có gì quan trọng đâu ba. Con chỉ là đi khám định kỳ thôi. Thì lực của con dạo này hơi yếu. Nè, đôi mắt không thể coi thường được đâu. Con phải quan tâm tới nó nhiều hơn. Con cảm ơn ba. Mà ba đến đây có chuyện gì không ba? À, thì cũng là cái chuyện hôm trước.
Con nói là để con suy nghĩ lại đó. Con nghĩ là không được đâu ba. Con đang làm văn phòng luật sư và đang quản lý hội hiến tạng của người như ba đã thấy rồi đó. Thì làm sao mà bỏ đi được hả ba? Con à, con phải cứu công ty Thái Bình Dương của ba, cũng như là cứu gia đình mình. Công ty đang gặp khó khăn, thiếu người quản lý giỏi, mà ba đã lớn tuổi rồi. Con dẹp chỗ này đi, về làm giám đốc công ty, rồi ba sẽ... Ba đừng có trông mong vào con vô ích. Con là một luật sư, chứ đâu phải là nhà quản lý kinh tế đâu. Không sao, con là người thông minh, ba biết là con sẽ làm được mà. Ba rất kỳ vọng ở con. Con xin phép ba. Ừ, con nghe đi. Alo. Anh ơi, anh ơi, con ngoan nha. Sao anh năm cháu tới trễ vậy? Hôm nay tôi bận việc đột xuất, anh cho tôi gửi cháu vào lớp cô Loan nha. Dạ. Cảm ơn anh. Vô đi con. Con đã nói với ba là con không đảm đương được công việc đó mà. Ba biết con không thích thú gì việc kinh doanh buôn bán của ba, nhưng ba nghĩ con bắt tay vào việc rồi con sẽ thay đổi thôi. Nhưng không thể được ba. Nhưng Kỳ à, con phải cứu ba. Nếu không á, tất cả sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ bị phá sản. Vấn đề của công ty ba là vốn. Nếu như ba có nguồn vốn dồi dào thì sợ gì nữa. Còn nói đúng, nhưng mà vốn ở đâu ra? Chính Kỳ à, hay là con có thể... Ba biết là con đâu có tiền, thì làm sao mà con giúp được ba chứ? Ba nghĩ là con không muốn thôi, chứ con muốn thì thiếu gì. Con là kho tàng của ba mà. Có chuyện gì vậy anh Minh? Em không có dính dáng gì hết á. Em không có biết gì hết á. Em có biết Thomas Buddy không? Thomas Buddy? Dạ em biết. Em biết ảnh. Anh muốn gặp anh ta. Dạ. Để em gọi điện thoại cho anh liền. Bây giờ con không thể làm gì được cho ba đâu. Một việc bình thường cũng không được, nói chi là giám đốc. Con à, con cạn tàu ráo máng với ba như vậy sao? Không phải ba ơi, con có thể đang mắc phải một căn bệnh nan y. Bệnh gì mà con nói nan y? Ung thư à? Bác sĩ chẩn đoán có thể là con sẽ không nhìn thấy được nữa. Sao có thể như vậy được? Anh đừng có nghe lời họ. Đúng đó con. Bác sĩ đôi khi cũng nhầm lẫn, con không nên tin họ quá. Chính ba đây nè, ba cũng bị họ chẩn đoán là ung thư phổi. Nhưng thực chất á, ba bị con amit trú ở trọng. Chỉ cần uống liều diệt amit là xong. Không ba, bệnh của con không đơn giản như ba nói đâu. Con đang nhìn thấy ba không rõ nè, tất cả đều nhạt nhòa. Anh Vĩnh Kỳ, chẳng qua là anh bị căng thẳng quá thôi. Anh nghỉ ngơi đi, một lát là sẽ khỏe à. Anh cũng mong là như vậy. Còn mong là anh không bị vướng vào căn bệnh quái ác nữa. Bệnh gì vậy con? Bệnh loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh đó ba. Bác sĩ mới chẩn đoán con sáng nay. Nhưng con hy vọng là đó là một triệu chứng của căn bệnh khác. Con phải theo dõi một thời gian nữa mới biết chính xác ba.